đi vật bất. Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người có ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay thì Du Khỉ có mặt ở ấp Minh Thành, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Thì chú Tùng vượt gần 200 cây số để đến đây cưa một cái cây dừa. Và cái cây dừa thì nằm ở một cái vị trí rất là đặc biệt luôn. Đây, nằm kế đường luôn và nằm gần bên một cái ngôi nhà. Ở đây là một cái tiệm tạp hóa. Ở đây là cái ngã ba luôn nha mọi người, có một cái cầu bắc qua. Ở đây là kênh 8000, xe cộ qua lại rất là nhiều luôn. Thì hôm nay cưa cái cây dừa này thì chú Tùng sẽ sử dụng cái bộ móng và cái bộ đai để leo. Ở đây là do là gần biển cho nên là gió rất là mạnh. Đây là cây dừa mà chú Tùng sẽ cưa nha cả nhà. Cả nhà thấy là cái tàu lá của nó nghiêng về một bên nè, là gió nó thổi về một chiều rất là mạnh luôn, cho nên là nó, cái tàu nó nghiêng về một bên. Sát bên cây dừa là có khá là nhiều đường dây điện và đường dây cáp. Kế bên là có cái cây mù u, mấy cái nhánh nó cạ vô cây dừa đó, cho nên là chú Tùng sẽ mé cho gọn rồi leo lên cưa. Mình cũng chưa biết là cái cây này chú Tùng sẽ cưa như thế nào nha cả nhà, tại vì ngay khoảng giữa cây dừa là có rất là nhiều dây điện luôn. Bên đây là đường dây điện nữa nè cả nhà, mà dây điện là dây không có vỏ nha. Là nó hết chỗ để leo cây dừa, dưới gốc nó leo dậy lên. Cây dừa này thì rất là nhiều kiến vàng, nó bò đầy cây chân á. Muốn cưa cây này là phải xịt bớt mấy con kiến vàng. Ở đây có con nhện quá bự. Con nhện này là có thể ăn được nướng nha. Hình như trên đó còn kiến vàng nữa nha. Quá trời gió. Gió, trời mưa lắm, lạnh. Mây đen kịt hết trơn rồi. Trời đang chuyển mưa nữa. Cái cọng dây trắng đen đó là cái cọng dây đó có điện nha chú. Dây bên kia có điện đó ba. Dây bên kia có điện, dây bên kia có điện, dây trắng đen hai cọng nó quấn nhau đó. Ổ không mà ổ là ra biết bao nhiêu con. Nói chú lên gần tới đó ra mình coi nó có cái ông bằng nhọc chạy không. Ở khúc ở trên đó chắc nó kiến rồi, nó không bò lên tới xa nữa. Thì bay lên đại đi đường xuống.
cái cây điện sát cái cây luôn trời, cứng ngắt luôn á. Đứng đây mắc nữa luôn. Quá. Yeah, cao kia chứ. Cây này rất là nhiều dừa khô luôn nha cả nhà. Mình thấy là hai ba bù dừa khô lên. Rất là nhiều tiếng nói chuyện, chứ có ồn thì mọi người thông cảm và bỏ qua cho con. Đó có miếng vàng nữa, móc cho nó thịt rồi đó. Vậy rồi sao không dựng máy được ta? Ủa cái máy ủa nó không đem máy theo rồi. Tức tức trời. Thôi leo lên đưa máy không hay gì nữa. Quá trần nhiều khô à. Trời chuyển mưa cho nên là hơi tối nha cả nhà. Gió quá trời mạnh nè. Cái dừa này rất là nhiều kiến luôn, cho nên là chú Tùng leo lên chả là cũng phải xịt bớt mấy con kiến. Tao còn đang giật mấy cái dừa khô xuống trước. Cái máu đỏ gì? Em mới vừa cọc cái máy có tin 023 lên cho ba cái tập. Bão gió mạnh quá gió. Ở đây gần biển mà gặp chuyển mưa nữa. Ba có đọc cái mưa rồi.
quá trời gió rồi mọi người. Nó lắc quá trời lắc. Do là phía dưới cũng có cái đường dây điện nữa, cho nên là cái góc quay nó sẽ đôi khi nó sẽ bị thay đổi, quý vị thông cảm. Nó tự bê luôn. Ở bên dưới giống như là cái ngã ba cho nên là rất là nhiều xe cộ qua lại luôn. Giờ là có ba hướng xe cho nên là khi mà cưa thì phải chặn xe lại. Ở phía xa xa là những cái vuông người ta nuôi tôm đó mà.
rồi quá 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 cầu quá liền. Tùng đang thả một cái quả dừa xuống nha mọi người. Mấy cái quả nào mà dừa tươi mà để uống nước được á thì sẽ treo buồn xuống.
phải lâu lâu mới bay một lần, ai rung quá. Mau bay quen một lần tay còn rung quá. Kia để cho mình có để ra uống gan.
Tùng sẽ cưa khớp từng khúc và ném vô cái trong lề để không có để rớt xuống đan, sẽ làm có thể nó sẽ bị bể đan. Rồi khi dọn cũng sẽ rất là cực. Chụp hình ba năm một xin chụp hình làm kỷ niệm quá trời, đây là thầy giáo. Xin tấm hình. Vô luôn 40. Được. Rồi làm nhắn luôn đi. Ừ. Rồi 2 3. Rồi. Rồi 6 viên tấm với chú đi. Rồi. Cái giờ này nó bị lão quá. Với lại đất ở đây cũng không có đầy đủ dinh dưỡng nữa. Nên là cái củ hủ nó có chút xíu. Rồi cưa như vậy là xong rồi nha mọi người. Cái này là chủ nhà yêu cầu chừa lại như vậy nè để chặn cái mái nhà, tại ở đây gió rất là mạnh. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha.